Chào các con học sinh lớp 2 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt Các con xem video bài giảng Thấy cô giảng dễ hiểu Bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh Dạy con học tiểu học nhé Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới Bộ sách Cánh Diều Tập 2 Bài viết 2 Trang 52 Đề bài nói về hoạt động của bạn nhỏ trong một bức tranh em thích đoạn văn thứ nhất bài làm trong ba bức tranh mà cô giáo cho xem trong buổi học hôm nay em thích nhất là bức tranh cô bé đang cho gà ăn cô bé cầm trên tay chiếc bát có thức ăn cho gà bên dưới là gà trống gà mái và một đàn gà con đang tranh nhau mổ thóc vì được ăn ngon nên các chú gà trống rất hạnh phúc anh gà trống còn ngước cổ lên chăm chú nhìn cô bé như đang nói lời cảm ơn. Cô bé nghĩ chúng đang rất thích thú. Cô bé yêu đàn gà lắm. Khuôn mặt bạn tràn ngập niềm vui, trông mới đáng yêu làm sao. Em rất thích ngắm bức tranh và đặt tên cho bức tranh là Bé cho gà ăn. Đoạn văn thứ hai Em thích nhất bức tranh bạn nhỏ đang mở lồng để trả lại tự do cho chú chim chú chim được trả lại tự do rất hạnh phúc chú liền cất cánh bay về phía bầu trời xanh bao la gương mặt bạn toát lên niềm vui và sự sung sướng khi vừa làm được một việc làm tốt bức tranh đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa nên sẽ đặt cho bức tranh là ngày tự do đoạn văn thứ ba bức tranh vẽ cảnh một bạn nhỏ đang chăm chú lắng nghe chú chim trên cành cây hót líu lo vẻ mặt của bạn nhỏ say mê và thích thú lắm chắc bởi vì chú chim kia hót thánh thót rất hay như đáp khán giả nhỏ tuổi chú chim càng thêm say sưa hót với tất cả khả năng của mình nhìn bức tranh em thêm yêu các loài chim xung quanh mình em nghĩ bức tranh không chỉ gửi thông điệp về việc bảo vệ môi trường mà còn nhắn nhủ chúng ta về cuộc sống hòa bình tươi đẹp. Em sẽ đặt cho bức tranh này cái tên là Buổi ca nhạc trên cành cây. Các đoạn văn nói về hoạt động của bạn nhỏ trong một bức tranh em thích đến đây là hết rồi. Cô chào các con.